Ta mới mua được con Ford Ranger nha anh chị. Ford Ranger nhập Thái số sàn 2014 2.2 turbo. Máy dầu nha anh chị, máy dầu số sàn 2014 nhập Thái. Xe đẹp lắm. Này rất là đẹp luôn chứ không phải bình thường nha. 335 triệu. 335 triệu anh chị đến trực tiếp tại công ty ô tô Duy Tâm là coi con xe này ha. Xe rất đẹp anh chị. Gầm bệ là 7 màu luôn. Cái máy cũng vậy. Ốc tán, đồ đạc. Keo chỉ rin 100%. Nước sơn rin xe này thì còn rất là nhiều. Và xe không lỗi lầm ha. Tâm cảm nhận được là cái xe này rất đẹp nha anh chị. Anh chị coi tổng thể ha. Nội thất là ghế nỉ theo xe hết. Đăng kiểm thì còn dài. Tháng 12/2023. Biển số dễ nhớ 03377. Biển số 67C nha. 2014 anh chị. 335 triệu xe đẹp. Anh chị cứ so sánh cái xe đẹp với cái xe vừa vừa thì rất là khó mua xe đẹp nha. Đây là cái xe rất đẹp 335. Rồi anh chị coi ha. Cái bộ giảm sóc rồi cái bộ sườn bọng cái bộ gầm rồi. Nó chắc lừ rồi mà nó còn mới tinh nè anh chị thấy không? Nó đẹp lắm. 335 2014 nha, nhập Thái. Bản đủ mâm đúc. Nó có loại bản thiếu nữa anh chị. Động cơ là 2.2 máy dầu. Hộp số là 6 cấp. 6 số tới và 1 số lùi. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin. Xe còn mùi xe đẹp thơm lắm. Nói chung là cái xe này nó còn chất lượng lắm anh chị. Và Odo chạy được 64.000 cây số. Chưa có lên đồ chơi gì hết. Vô lăng không có vết mòn luôn. Xe đẹp nha. Xe đẹp chứ không phải xe tàu lao nha anh chị. 64.000 cây số. 335 triệu. Tấm lô tốt bi. Rất chi là đẹp. Nhập Thái nha, ốc tán. Xe người ta đi kỹ anh chị, kỹ. Nên cái chất xe nó còn rất là cứng luôn. À, số sàn đi nó mạnh lắm. Dòng này số tự động thì nó hơi è, nó hơi è, chạy trớn thì ngon, mà số sàn thì chạy kiểu gì cũng được hết. Đề ba rồi xuống lắm. Số sàn thì đề ba xuống hơn số tự động, nhưng mà khi lên đường trường thì số tự động xuống hơn. Xe đủ trớn là đi số tự động xuống hơn. Cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải hết. Số sàn thì ít hao dầu hơn. Động cơ 2.2 thì dầu nó cũng rất là tiết kiệm anh chị. Vỏ lốp thì còn ok, đăng kiểm còn dài. Và đặc biệt nhất là bánh dự phòng chưa sử dụng luôn, mới ghê chứ. Bánh dự phòng win theo xe luôn, chưa xài, chưa lăn luôn. Cái gàm 7 màu chị mới tin nè. Ai mua xe này về sử dụng gia đình hoặc là đi áp dụng công việc là tuyệt vời. 335 nha. Cái thùng này người ta không có chở cái gì nhiều nên cái thùng đẹp lắm anh chị. Thùng rất đẹp. Quan tâm để cho anh chị là 335 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ gốc ha. Bao rút hồ sơ. Khung sườn mới lắm. Gầm bao mới luôn.
chìa khóa một nồi luôn, dư chìa khóa luôn. Nghiên của nó là như vậy đó anh chị, chìa khóa nhiều lắm. Nội thất thì đẹp, rất đẹp nha. Ghế nỉ. Xe này nó chất xe lắm chứ không phải xe tầm bậy đâu anh chị, rất là chất. Mọi thứ luôn. Từ động cơ cho đến hộp số cho đến nội ngoại thất. Gầm bệ nó sáng bóng à, gầm rất là sáng. Máy chạy nhẹ êm, máy nổ im im thì thầm mùa xuân luôn. Im ru à. Được dán thêm cách nhiệt rồi. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12/2023. Vỏ lốp thì cũng còn ok. Máy móc thì nguyên rin, mình thùng nước sơn đẹp. Không lỗi lầm. Đồng bọng liền băng à. Mà giá thì Tâm đưa ra cái giá này rất là vừa túi tiền. Nếu như khách hàng có nhu cầu đi tìm bán tải thì đây là một con xe xứng đáng để gia đình mình ưu tiên mua về sử dụng nha. Xe chuẩn anh chị. Xe chuẩn. Nếu mà tâm lý khách hàng thì đây là một con xe không phải lo ngại gì hết. Mọi công năng thiết dụng nó hoạt động tốt và bình thường. Mua về chỉ việc xài thôi, chả phải làm gì. Tâm cho anh chị coi nè. Cái máy của nó phải nói là cái máy rất là vừa ý luôn. Bình nước nhiệt của nó mà nó còn dày là mình biết cái máy nó mới rồi ha. Cái kết nước là nó mới. Bình dầu trắng tinh. Rồi anh chị coi nè. Cái động cơ là tem rồi nè. Bảo đảm anh chị là chưa tháo một con ốc nào. Đi rất là kỹ. Có thắng ABS 4 bánh. Thì dòng kho này thì nó hai bánh trước là đẻ, hai bánh sau là đầm nha. Nguyên lý của nó là như vậy nha anh chị. Nhưng mà thắng ABS nè, cục nè, chia vòi ra làm 4 vòi nè, là 4 bánh ABS nè. Cửa cốp cabo rin hết. Xe thì nó không có nhiều tiền lắm đâu nhưng mà được cái chất xe nó rất là cứng. Đi tìm con xe cứng vậy thì nó cũng hiếm đó chị ạ, hiếm á. Tâm cảm nhận được là đây là một con xe rất là chuẩn. Xe này Tâm chấm nó khoảng được 8 điểm nha anh chị, chấm 8 điểm. Mọi thứ nó rin hết. Chỉ còn chờ anh chị đến đón em nó về và sử dụng là tuyệt vời thôi, chả phải làm gì. Xe này thì Tâm đánh giá là không tốn 1.000, nếu như anh chị về sử dụng không tốn thêm 1.000 nào luôn. Đổ dầu là chạy thôi. Hết dầu là ngưng. Mấy cái ống làm nóng lạnh này, zin hết. Chắc xe zin lắm. Cái xe rất là ưng ý nha anh chị nha, ưng ý. Và anh chị hãy tìm ngay đến ô tô Duy Tâm để đưa con xe này về, vừa làm công vụ, vừa làm xe đi lại hợp lý. Xe này đi lại cũng nhẹ lắm, ưng ý lắm. Tiết kiệm được bao nhiêu là nhiên liệu, nó phù hợp với cái đường Việt Nam và phù hợp với địa hình luôn. Chạy đường cũng được, địa hình cũng được, nói chung là mọi công năng chức dụng em này hoạt động tốt. Anh chị đến xem thử và trải nghiệm nha. Nếu mà cảm thấy vừa ý thì ủng hộ Tâm ha, và gọi vào số điện thoại là 0917215512, số thứ hai là 0974835522. Và số thứ ba là 0777-061-061. Ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn đi Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Nhiều sự lựa chọn tại công ty. Nhưng mà riêng cái bán tải thì Tâm rất là kén xe, với lại Tâm cũng không có mua nhiều. Mua còn chừng chiếc à. Giờ bán hết rồi mua nữa. Để bán tải thì cái giá nó cũng sập sình lắm. Này lúc trước thì xe này nó tầm vô khung khoảng 400 mấy nha anh chị. Lúc trước cách đây khoảng 1 năm là Tâm mua cho hàng nhân viên làm nghề xe máy, mua cho nó 455 triệu cách đây 1 năm á. Nay thì nó có sự thay đổi rất là lớn rồi. Giờ Tâm bán chỉ có 335 triệu thôi. Anh chị cảm thấy vừa ý, phù hợp thì mua, không vừa ý, không phù hợp thì đừng có mua, cũng khỏi bình luận chi cho nó mang cái tiếng ha. Xe người ta bán mình cứ thấy phù hợp thì đến mua, còn nếu không thì mình cứ so sánh ở nơi nào phù hợp nhất và vừa ý nhất thì mình đến đó mình mua. Nói chung là bớt cái nghiệp đi là cảm thấy thoải mái và vô tư. Rồi Tâm xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Tâm xin chúc cô chú anh chị và các bạn
một ngày mới nhiều sức khỏe, niềm vui cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống và đạt được những thành công nhất định ha. Nhớ bấm nút đăng ký ô tô Duy Tâm nha anh chị. Tâm cảm ơn bà con rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn ạ.